Một loại dịch nguy hiểm đã lây nhiễm trong toàn thế giới Miniworld, khiến mọi thứ đều trở thành xác sống, kể cả các con thú. Chúng hoạt động cả ngày lẫn đêm, mang đến một sự nguy hiểm cho chúng ta. Chỉ có một vài người sống sót và họ sẽ sinh tồn như thế nào để chống lại đại dịch này. Mình là Tín Nhật Gaming, một trong những người sống sót. Chào mừng mọi người đến với thế giới Miniworld đại dịch zombie. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Ây da, cái gì vậy ta? Mình đang ở đâu vậy ta? Ngáo. Ơi, anh kia đâu? Anh kia đâu? Trời ơi, anh dính dây cái đồng hồ. Ui. Anh kia đâu? Sao anh bị nằm dây cánh quạt này? Okay. Ai lôi đầu anh dậy với mình kẹt rồi. Anh ơi. Ok. Anh Mon ơi. Ông ngồi trong máy bay sao ông lủng cái máy bay lủng đổ ngay cánh luôn rồi. Bách tờ heo thiệt chứ. Từ từ. Còn tính ui, bách tờ heo ông tính nè. Ông. Ấy da. Ông. Tỉnh heo ơi. Gì vậy? Tỉnh gì? Heo. Ờ kìa. Ôi giời, cái ủa? Hồi nãy đang bay máy bay em. Cái gì đè đầu tôi đó. Em thấy cái nút gì đó đỏ em bấm thử mà sao giờ mấy mạnh vậy vậy? Cái thằng mày nè. Hồi nãy không phải hồi nãy. Đừng từ từ bình tĩnh. Đâm nó. Mọi người. Trả thù tuổi qua. Tình hình cấp bách đi. Em đi vệ sinh sau em đi vô thấy nút đỏ đỏ trong cái lớp cái kính ấy, cái em mở game ấn thử cái xong cái làm cái gầm cái em hất vậy anh Mon chêu vậy rồi. Ok vậy ta. Mày okay. Là phá hủy chuyến đi này. Ok. Hawaii đâu ở này đâu phải Hawaii đâu. Anh bảo này đi qua Hawaii mà. Mày đi này. Ôi. Anh kia đâu mất tiêu rồi, biến mất rồi. Rồi, anh ơi. Theo tư duy ngáo thông minh của em thì chắc mấy mình bị rơi máy bay rồi. Ừ mà mình rơi vô một cái vùng đất gì nè, nhìn ghê vãi, có mấy ông này nữa. Nhưng mà, ủa ông Fit đâu? Đúng rồi, ông Fit đâu? Ông Fit văng đâu mất tiêu rồi, hay là ông biết em ấn nhầm nút tự quỷ, ông cầm dù ông nhảy trước rồi. Quay, có thể anh thấy ông đi toilet, có khi ông bị lò tâm ta. Ôi trời ơi. Ông lò, mất tiêu rồi. Ok, có mấy cái vali của hành khách còn lại nè, hơi vô lót rồi mọi người. Ok. Ôi, hên quá, mấy mình còn sống sót ở đây. Bây giờ mình phải làm sao? Ôi, có cái rìu. Có cái rìu. Mà sao ở đây? Mấy đứa này, đứa nào đây? Ôi, em cũng không biết nữa, nhưng lại ở đây tự quá nó lạ quá à. Sao sao nó tặng gì hết? Nó tặng con dao vào đầu anh này. Anh ơi. Em cũng không biết luôn. Nó không biết nói chuyện gì hết trơn mà lại nó cầm dao qua đầu mình nè. Nói chuyện bằng dao em à. Ôi có sạch này. Chứ dùng đất giang hồ anh ơi. Dùng đất này chắc dùng đất giang hồ rồi. Chắc vậy quá, lấy hành lý đi. Đây em có vài cái, em có cái đôi dài này. Rồi cái áo tròn này. Vậy là được quá trời đồ ăn với sắt nè. Ôi tôi chưa có đồ ăn. Có đồ ăn không? Ông có đồ ăn không? Đây tôi có. Đây em có nè. Súp đó là súp đặc biệt. Ok luôn. Mà thế giới này ngộ quá ha mọi người, nhìn cây gỗ với đất này kia nó cũng khác nữa. Vùng đất này, vùng đất gì đây nè, nhìn không biết tới có ai biết không nhờ. Nhìn cũng thơ mộng. Ây giời ơi, nó tán con dao đầu tôi kìa. Cái gì vậy? Mấy ngày sau da nó xanh xanh ghê vậy ta. Ừ, ghê quá. Mắt nó kìa. Con mắt nó còn chay chay nữa kìa. Ừ, ghê vãi. Nhìn kinh dị thật sự. Rồi xong luôn. Rồi luôn. Xu đồ hết luôn. Kệ ơi, trả em cái rượu. Con Nhôm lấy đồ của em kìa. Anh gì cơ. Con Nhôm lấy đồ kìa, mày đòi lắm. Anh như ông kia cơ là ổng là nhát đẹp của bọn nãy. Anh thấy đồ màu xanh đi trang luôn kìa. Ồ đúng rồi, em nhanh. Có thể lắm. Trả lời em. Ôi dạ. Mọi người bị nhiễm quần à, nhiễm Nhôm à. Chứ làm gì thế. Anh, đưa em cái rượu kìa. Điều nào. Từ từ mọi người, theo như TV này là gọi là bọn này nó là zombie rồi. Nhưng mà cái khu này sao nhìn nó hoàn toàn vậy ta. Trời ơi, thằng Monster bị vi khuẩn ăn não rồi này. Cái gì anh? Đâu? Từ từ, đơn giản mọi người ạ. À. Em thấy trời bắt đầu chèo rồi mọi người ạ. À. Không giỡn được nữa đâu. Chắc mình phải tìm cái gì đó trú ẩn thôi. Em thử dùng cái kiến thức mà trước giờ em tìm hiểu coi sinh vật là sinh vật gì đây.
heo da xanh rồi là mắt lé ở đâu mắt xây tròn tròn như vậy là không biết nói chuyện gì hết. Em rồi tấn công mấy mình, em nghĩ đây là zombie nhưng mà trước giờ em chưa thấy zombie cầm dao anh ơi. Wow, zombie này rồi quá. À mà ban ngày được, thấy nó anh mới lút được bộ đồ của vali bên này. wow sexy thế nhờ. Rồi chắc rồi em đi anh. Anh lúc quá chặt đồ, anh trả đồ em đi. Đồ nào anh trời tối kìa, trời chiều gái mặt trời lặn không. Đúng rồi mọi người ơi. Anh hey, rồi xong luôn sao đây? Anh Kigo cho em xin lại cây rìu. Đây. À. Đâu. Đúng rồi. Rồi gõ. Trời mưa luôn. Mưa trời ơi. Trốn xịt đánh. Chạy. Trốn. Mọi người làm gì làm đi nhá, em chui vào hang nó an toàn hơn. Cái máy bay này bị lủng rồi. Đủ, em nghĩ là không ổn rồi. Núp đỡ đi. Ôi, chú mưa chú mưa đi. Nhìn nó ghê. Bơi nào. Rồi thôi ngoài đây tối quá em cũng hơi sợ em đi vô. Ôi, anh Kiro anh còn có máu nè. À. Anh ơi. Hình như là do em biết do tại sao mà bọn mình rơi vào đây rồi. À, anh biết coi Conan không? Conan đi đến đâu là có án mạng tới đó thì anh là một hàng sinh tồn, anh đi tới đâu là phải sinh tồn tới đó á. Ê đổi thừa mày, đừng có đổi thừa. Không, mày cái này bấm là cái nút đỏ, mày bấm cái nút đỏ xong mọi người rơi xuống. Mày bấm nút đỏ này số mệnh đấy, mày bấm nút đỏ đó làm gì kìa. À, kết bạn được với người ở đây này đâu anh. Wow, hello. Ây rồi sao, ôi giời ơi giao tiếp. Em vỗ dài anh có cái rồi, cái sao anh đi luôn rồi anh kia đâu. Em phải chết tạm, cấp. Ok, cấp. Ây da. Ơi, em thấy thằng nào mới đập kính ra. Ơi rồi, xong. Anh tin lại. Ây, đây, tao. Cái kia kìa. Ê, nó biết di chuyển kìa. Hình như bắt đầu trời tối rồi nó bắt đầu hoạt động đấy. Ban ngày nó không hoạt động nhiều. Ây da, nó ném dao. Cảm ơn mọi người. Oh my god. Em chạy. Ôi ui trăng tròn kìa. Ôi trời ơi. Ngày trăng tròn gì đó kìa. Nó quạt lên à. Quay cái sinh vật này kinh vãi anh ơi. Trốn đi. Mọi người. Trốn đi mọi người ơi. Nè mọi người, ở đây có một cái hang này. Đâu. Đây. Đừng có xô tôi. Ê, có cái hang này. Tao đây chứ bọn. Thôi sao mà mày dụ tao. Thằng khốn nạn này. Cái thằng này nó dụ mọi người. Tao đẹp. Trời ơi. Chui vô đây được là an toàn mọi người. Chui vô đây lắp cái này lại đi. Đấy để em hy sinh em dụ nó chạy ra đây cho mọi người. Ơ ừ, con bò nó bị cái gì nè. Đâu anh, từ em đang đập đá. Ok. Ôi what the hell. Nó dí anh, nó cụm em ơi. Còn đấy không? What the hell, dừng lúc này. Đứt nhiễm bệnh. Kéo ơn, cứu tao nghe không. Zombie này. Ê mấy mình chút khác đi anh ơi. Zombie nó tụ hợp vô thằng ngáo rồi. Mấy mình khỏi lo. Chạy đòi nó. Chạy đi. Bây giờ mình phải kiếm được nút để cho qua cái buổi tối này rồi sáng mai mình chia nhau ra mình đi kiếm đồ sinh tồn thôi mọi người. Ok. Em nè mọi người ơi. Căng quá. Mua của em này, ban đêm nó bọn nó hoạt động này. Ây da, có khủng long luôn. Thôi, tụi anh trao chạy xa bay đây, chính biệt. Ây da. Anh em cái gì giờ này nữa, thôi bye bye. Bọn ơi, đón tôi bọn ơi. Ây da, con bò tay xanh. Anh bị lạc rồi mọi người ơi, alo. Ây da, em đây nè. Cái gì vậy? Ôi, trong rừng nguy hiểm lắm anh ơi. Anh ơi, đù. Anh bị lạc rồi. Anh bay đi cho nó không trời tối. Đâu. Ui chỗ này sương mù quá trời luôn anh Kiro. Ui nhìn cũng sợ luôn. Mưa quá mưa luôn em ơi. Giờ mưa giờ tối. À đây. Phải núp ở đây chú mưa anh ơi. Anh ơi, em đi em anh với. Mọi người đâu rồi? Có thấy mưa rồi. Phải nói sao? Mọi người. Mình làm gì ở đây bây giờ? Em sợ quá. Hay mình chia nhau ra đi, để mình đi kiếm tông phít. Ờ đúng rồi, em nghĩ là vậy anh, xong rồi sẵn mình kiếm đồ về để mình xây nhà mình sinh tồn các kiểu anh ơi, chứ cái vùng đất này hơi nguy hiểm rồi đó. Chia nhau mọi người chia ra kiếm tông phít chứ không biết là tông phít bay anh, đâu rồi. Anh nói okay, kinh nghiệm sinh tồn bao năm của anh thấy cái vùng đất nào nó nguy hiểm hơn vùng đất này không? Ừ, cái vùng đất này là thấy hơi bị nguy hiểm luôn em ơi, con thú nó cũng bị nhiễm bệnh nữa. Nãy em thấy con bò tay xanh. Ây da. Rồi, hồi thành thú ra nào. Ê, thằng thú nó giả luôn đây. Thằng thú còn bị zombie giả được nữa. Ờ
Hay là bây giờ mình chia nhau ra rồi chút nữa mình lại tập hợp lại cái chỗ máy bay này nha. Ok. Ok. Ok luôn mọi người. Tạm biệt mọi người. Ok thì nãy giờ mình núp trong cái bụi cây này thì Monster Kiro, anh Kiro cũng chả biết mà trong này nữa. À, chắc là Zombie còn cũng không biết nữa mà nói chi tới kể Monster với Kiro mọi người. Cái là xịn sò luôn. Và em để bây giờ mình sẽ mình đi ra ngoài có Zombie khá là nhiều luôn. Để bây giờ mình núp núp trong đây mình đào mấy cục gỗ đi mọi người để sinh tồn nữa. Để bây giờ mình đào mấy cục gỗ này đã, trời cũng tối rồi đó. Nên mình phải chắc mình đào một ít gỗ sau đó xuống hang thôi mọi người. Xuống hang đào ít khoáng sản cái thứ để sinh tồn nữa. Đào cái quả dưa hấu này để ăn, có thức ăn cho để có thể sinh tồn mọi người. Thì bây giờ tất cả các mọi người đều đã chia ra để đi tìm các dụng cụ đồ đạc để sinh tồn mọi người. Và bây giờ còn một mình ở đây thôi, khá là cô đơn lạnh lẽo luôn, khá là sợ. Và mình phải cố gắng sống sót để qua cái buổi đêm hôm nay thôi. Đêm trăng tròn nữa nghe rất là sợ luôn. Và ok, nó hơi lắc một tí xíu. Trời khá là tối luôn mọi người, chả thấy đường gì hết. Để bây giờ mình sẽ đập thành chế tạo thành cái gỗ này và chế tạo một cái bàn chế tạo để có gì mình sẽ đi đào đi vô hang mọi người. Ui, mình nghe tiếng gì đó, mình nghe tiếng gì vậy? Khá là sợ luôn á nha. Và mình sẽ làm một cái cúp đi, cúp gỗ để mình đi đập đá để chế tạo lên cúp đá luôn mọi người, nâng cấp lên đồ đá càng sớm càng tốt và chuẩn bị cho mình những công cụ để có thể sinh tồn. Và với đám zombie này mọi người, cái đám này khá là trâu luôn, khá là mạnh. Rồi để bây giờ mình đập thêm vào cục đá đã, hy vọng có thể sống sót được qua đêm ngày hôm nay. Rồi và mình đào cũng được cũng khá là nhiều đá rồi. Và bây giờ mình sẽ chế tạo thêm một vài cái cúp nữa đi để có thể bảo vệ an toàn cho mình. Thêm một cái cúp bằng đá. Và không biết là có các trang bị bằng đá không ta. Mình đang cần một vũ khí nào đó để có thể chống chọi lại bọn zombie này. Hình như là chỉ có một cái giáo đá có thể chống lại được bọn này thôi mọi người. Khá là nguy hiểm luôn. Thì để bây giờ mình sẽ chế tạo một cái giáo đá đi. Và sau đó thì mình sẽ chế tạo thêm một cái rìu nữa bằng đá để bảo vệ an toàn cho mình. Không biết là bên ngoài còn có zombie nữa không. Mình tính là mình sẽ đi lên để mình chặt thêm một vài cái gỗ mọi người. Mình đang khá là hết gỗ rồi. Ôi trời, zombie này. Ôi trời ơi, không xong rồi, không xong rồi. Ui, từ phải lắc cái gì mình chặn nó lại thôi. Ôi dạ, nó còn đánh kẻ xuyên được block mọi người. Rồi xong, không xong rồi, không xong mình rồi. Ui không được rồi, mình bị chặn bởi con zombie này rồi mọi người. Ôi giờ mình vậy thì mình phải đào xuống thôi. Khá là nguy hiểm rồi. Rồi con zombie đó chặn đầu rồi mọi người, không thể đi ra được nữa rồi. Giờ chỉ còn một cách là mình sẽ đào xuống để có thể sinh tồn thôi. Và ok, để bây giờ mình đào một xuống một tí và hy vọng là tìm được một cái hang nào đó để mình đi đào khoáng sản này và nâng cấp các vũ khí của mình lên. Nhưng mà hiện tại thì mình đã hết gỗ rồi. Không biết là còn có thể sống sót được qua đêm hôm nay hay không. Hiện tại là 3:25 thôi, có 3:25 thôi, chưa có gần sáng nữa mọi người. Bây giờ mình phải đào xuống thử đi, đào xuống tiếp đi, hy vọng tìm được một cái hang nào đó và kiếm một ít khoáng sản để chế tạo vũ khí và nâng cấp đồ cái thứ á. Và không biết là có cái hang này xung quanh đây không. Xung quanh này không. Ui, kia không có cái hang kìa, mà hang đó khá nhỏ. Chắc là mình sẽ đào xuống tiếp đi. Rồi bây giờ mình sẽ đào xuống tiếp mọi người để kiếm thêm một cái hang nào đó. Rồi và đào xuống cái này luôn. Và không biết con zombie ở trên kia đi chưa nữa, mình còn con zombie đó đi chỗ khác để mình còn có thể tẩu thoát ra ngoài á mọi người, tìm đường sống cho mình. Thế giới này khá là khốc nghiệt luôn á. Ôi giời ơi, cái cúp mình cũng đã hư luôn rồi. Mà vẫn chưa tìm được cái hang nào hết mọi người. Chưa, có một cái hang ở phía dưới. Thì ra là bây giờ mình đào xuống phía dưới này luôn. Nhưng mà bây giờ mình chỉ còn cái cúp đá thôi. Không biết là với một cây gỗ thì mình có thể chế tạo được cây cúp không. Hình như là phải 3 cái que gỗ mới chế tạo được một cái cúp đó mọi người. Và trời cũng bắt đầu sáng rồi. Không biết là con zombie đi chưa nữa. Mình còn con zombie nó đi ra ngoài mới được. Xem thử con zombie đó đi chưa. Ui, may quá nó đi rồi mọi người. Có không? Có zombie nào không? Ui, may quá. Rồi bây giờ chặt lẹ một cái cây, một vài khúc gỗ đã, để mình có thể chế tạo thêm vài que gỗ đó mọi người.
Rồi, cần gỗ chúng ta mới sinh tồn được mọi người. Và trời cũng đã sáng rồi và không biết là có zombie xung quanh này không. Mình phải cần đảm bảo an toàn cho mình đã. Ui, có một trái chuối kìa. Và bây giờ mình sẽ lấy trái chuối này luôn để có thể ăn đó mọi người. Hợp lý đó, hợp lý đó. Ui trời ơi, có con zombie kìa. Không được, không được, không được. Mình phải cẩn thận một tí xíu, không làm mất mạng như chơi đó mọi người. Và để bây giờ mình chạy xuống đây cái đã. Ôi trời ơi, thấy một cái chặt luôn. Và không biết là mình phải cần cần tìm một ít thức ăn nữa mọi người. Hiện tại thì lượng thức ăn của mình khá là ít ỏi. Và bây giờ mình sẽ kiếm một cái đường nào đi lên đi, để đập cái cục đất này và đi lên. Rồi sau đó về thì mình sẽ đi tìm vòng tìm một vài cái quả dưa hấu đó mọi người, để có thể ăn để sinh tồn. À, có một trái dưa hấu đây. Và mình sẽ đập trái dưa hấu này để có thể sống sót. Rồi, và còn nữa không ta? Rồi, đây rồi, thêm một trái dưa hấu nữa. Và ok, mình nghĩ là với lượng thức ăn này cũng đủ sống qua ngày đó mọi người. Đây, thêm hai miếng, hai cục đây nữa. Và ok, bây giờ mình sẽ quay lại cái hang lúc nãy để có thể sinh tồn, để có thể đào thêm một ít khoáng sản của mọi người. Và mình quên mất tiêu cái hang lúc nãy ở đâu mất tiêu rồi. Ok, mình quên cái hang đó đâu mất tiêu rồi mọi người. Rồi xong phim luôn, khá là xui luôn á nha. Đừng nói là mình quên đi nha. Đang phải không? Không phải. Rồi xong mình có vẻ là mình bị quên rồi cái hang đó ở đâu đó mọi người. Cái gì cứ cái sắc luôn cho mình kẻ hiểu nữa. Rồi đấy, vừa đi vừa lượm mấy cái miếng dưa hấu này luôn để làm thức ăn mọi người. Và mình sẽ cố gắng tìm lại được cái hang ở chỗ đó mới được. Cái hang đó đâu ta? Mình đào nửa chừng rồi nhưng mà mình bỏ quên nó mất tiêu rồi. Hy vọng là đừng có zombie trong này nha, khá là nguy hiểm đó. Hang này đúng không? Có cái hang này không ta? Hay cái hang này? Từ à đây rồi, cái hang này sao quá mọi người. Và đây là đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Và hình như là cái hang này. Nhưng mà xung quanh ơi không có một cái khoáng sản gì hết ta. Ok ok, và mình sẽ tiếp tục đi đào cái hang này một phát. Và từ trước tiên thì mình sẽ chế tạo một cái thêm một cái cốc cho mình nữa đi. Và thế là mình đã tới được cái hang rồi này mọi người. Và đến bây giờ ở đây là sắt nè. Rồi được 4 cục sắt. Ok, hy vọng là không biết là sắt có thể chế tạo được vũ khí gì không ta. Mình cần một cái vũ khí nào mạnh mạnh để có thể chống chọi lại bầy zombie đó mọi người. Và mình cần một ít than để chế tạo cây đuốc để mình nhìn được trong bóng đêm đó mọi người. Để mình phát thắp sáng khu này lên một tí. Khu này hơi tối một tí xíu và khá là khó để nhìn. Và ở đây là sắt nữa nè. Ok, cũng khá là hợp lý. Ở đây chúng ta có than rồi. Rồi, được rồi, một vài. Ui trời ơi, lẹ. Không lẽ con nó đánh mình là xong phim luôn đó mọi người. Hiện tại thì mình chưa có sao á, nên mình khá là sợ trong việc đánh mấy con đó. Đánh giờ mà chết một phát là xong phim luôn. Là không có thể không có hồi sinh được mọi người, khá là sợ. Và đến bây giờ mình đập mấy cái này ra một tí. Đó, cũng được khá là nhiều sắt rồi đó. Và hy vọng là có một vũ khí sắt nào thật sự mạnh để mình có thể chống chọi lại bầy zombie đó. Ơ kìa, sao anh Tín về đây rồi? Ôi giời ơi, tao mới bị con thầy tu hấp biết rap đánh chết rồi. Em nãy giờ em chết quá trời luôn, em chết cả chục lần, lâu cả trăm lần rồi. Tao mới đào được khá là nhiều sắt luôn á. Phải 30 viên á, 30 cục á, anh đánh chết mất tiêu rồi. Đi anh, đúng đi anh. Tao không, tao mất hết đồ rồi. Ê da, vậy bây giờ mấy mình tụ tập ở đây đi. Xong, ổng đây, đây, đây. Đóng sát xong, mất hết đồ kìa anh, cây nhờ. Ây trời ơi. Ôi giờ bây giờ đi đâu xa hết nhờ. Đúng rồi, bây giờ mấy mình ngồi đây đợi anh Kiro đi. Khu này đây survival. Ôi kìa. Quay. Em gớt đống gỗ dưới sao lộn đây bọn zombie này đánh xa quá rồi à. Bất lực quá, bất lực quá. Nó như phóng dao ấy. Này mà không có cái vũ khí tầm xa thì chịu. Phải anh tên đi tìm lại xác đi, xác có thể chế súng được á. Wow, đi với tao đi, đi với tao, đi với tao. Thì tao em lụm lại, em quyết tâm lụm lại.
Một đông. Ông Mon ơi, à? Cái thức ăn ông Mon. Đây ông, đây ông. Đây 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 đây. Miếng nè, nè nè nè, đó. Ok. Tôi còn được thêm hai miếng cá sống nữa. Em còn cái hamburger nhưng mà em không dám ăn. Đâu, em có hamburger nãy giờ luôn. Đây để tôi làm đi công cuộc giải cứu mấy món đồ của tôi. Ê chạy, chạy, còn miếng máu. Ui, em đã lượm lại được đồ em rồi. Đi về. Đâu đâu đâu, để em đi heo tin. Đây đây đây, đi 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 đi. Đi anh ơi. Lấy lại sắt. Lấy lại sắt. Phải rồi, anh sinh tồn hết giới zombie mà anh không chết gì zombie, anh chết gì thầy cúng. Thầy cúng biết rap đó mày. Thầy cúng mày kìa. Ôi cái khu gần này dây leo nhìn kinh vậy. Anh chết đâu á? Đây 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 đây, đi theo ta đi theo. Anh ta chết đâu vậy ta? Anh chết đâu? Tao chưa biết nữa. Ui, có cái ngôi đền nè. Đền thần gắn này nhưng mà cái này không chịu hồi được. À, cái nào có cái đầu. Tao chết ở đâu vậy ta? Chết đâu? Trời ơi, tao chết dưới hang. Tao tìm cái đường xuống hang đã. Em đào mấy cục hang trên đây nè. Có vàng nữa này. Xuống đây, xuống đây, xuống đây, xuống đây. Đẹp không? Hang này nãy anh Mai à? Đúng rồi, đúng rồi. Ui, hang sâu thế. Xuống đây, xuống đây. Cái này có vẻ không có zombie anh à. Không, nãy tao mới giết một con zombie đó. Phải rồi. Nhưng mà đây chắc hiếm ha, chắc ít. Đúng rồi. Xuống đây, xuống đây, xuống đây. Đây, đây, xuống đây. Anh mới đây anh đào được cái tầng hầm như thế này à. Ui, thấy thầy cũng chúc mừng không? Đó, nó biết rap đó. Rồi. Mày hết. Rồi xong. Rồi xong. Nhưng mà em đang yếu máu rồi. Rồi xong, xong có đồ ta. À đây rồi, rồi. À. Đến nó có nam mô. Cũng sắp xét đó anh ơi. Ai? Ở trời ơi. À. Có sao không? Không ơi. Rồi xong. Đây nè. À, chết luôn, rồi. Chết luôn. Ê, một đêm mắt... trời tối và có mưa. Nó rượt tao nè. Chết tao rồi, chết tao rồi. Ôi mưa quá. Em lại em lấy đồ của em cái nè. Mang vũ khí đi theo nha. Em chưa, em tay không đây, có vũ khí đâu. Rồi xong phim. À, cái hang hồi nãy, à cái hang ở đây. Ok à, này đâu phải cái hang của anh Tin đâu nhỉ. Ở đây. Thấy được chưa? Thấy rồi. Em đang vô đây, em đang vô lại đây. Anh Mon ơi, anh Kiko ơi. Ơ? Gì vậy? Cái hang của anh Tin này, cái hang anh Tin có vẻ ít zombie này. Đâu đâu đâu. Qua qua bên bọn em. Chú đỡ trong hello hang. Hello. À, anh lượm ra được đồ chưa? Chưa, tao chưa lượm đồ mày, tao chưa lượm. Tới luôn, chơi luôn, chơi khô máu. Mà mày lấy cái phóng lao mà đâm nó đi. Đâm đít nó, chọc đít nó. Rồi xong, ok. Đồ tao. Rồi, trời chào. Ơi. Mua đồ nhiều thế. Ơ. Ở trên đầu mọi người này. Anh đi cái bên có hàng hay gì ấy. Ok, sao dùng đồ ra đây. Dưa hấu luôn. Tươi thế giờ. So fresh. Cho anh một cái kèo sắt này. Có bao nhiêu quái. Có bao nhiêu sắt này. Có 11 sắt rồi à. Tưởng nhiều lắm chứ. Ok, anh bảo anh mai được bao nhiêu đấy mà. Tao điêu mà. Ok. Đây 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 đây, để em lên em dẫn đường mọi người nè. Ui. Ở đâu em kêu. Hello. Hey, hello em. Ôi gì hello anh. Ôi trời ơi. Thằng này đi sinh tồn sao bây giờ. Không biết ai là em, ai là anh. Chết biết rồi, rồi. Em quên mẹ đừng lên. Biết rồi, cỏ lúa bằng nhau luôn. Ây da rồi. Đừng lên ở đâu anh Tin. Vậy. Ôi dạ. Ở đâu vậy. Tao cũng không biết nữa luôn á. Ôi dạ. Mọi người. Anh chết queo rồi, từ từ không sao. Anh hồi sinh được. Ôi đây có sắt này. Ủa đừng lên đâu ta. Ui. Lại ngáo ngáo ngáo, lại đây này ngáo ngáo ngáo. Có gì nè ngáo. Có gì nè, ở chết, ở sao mất tiêu rồi.
cái bóng hình nhện trên đầu nè. Mày thấy không? Ờ đúng đúng rồi, đúng. Hình con gì nè? Ghê vậy. Ê mà con nhện ảnh mạnh thế. À, ôi nhện với anh kia có nhện. Mày cho tao kêu đến hang an toàn là sao? Nãy giờ toàn bị chết thế này. Tại anh kia chung xuống hang. Có hang có ở đâu thấy đâu. Làm gì có hang nào. Giờ để em kiếm đường lên, em quên mẹ đường lên rồi. Đấy. Còn biết đường đấy kêu tụi ta xuống. Ây da, tụi rớt cái chạch xuống này nè. Đường ta, đường lên đâu ta. Ây da, đồ em mất hết rồi anh ơi. Nãy anh kia đâu, anh có lượm được đồ em không anh kia đâu? Không. Ây da, trời ơi, bao nhiêu đồ đẹp. Coi là chỗ cũ xem sao lại mất nhanh này được. Ây da, em quay trở lại em không thấy đâu luôn anh ơi, tối thui à, mà sương mù nữa. Sao lượm anh kia đâu? Không, anh kia đâu? Mất. Cái gì vậy? Trời. Nè sao mọi người ơi, lên đây, em lên tới đây, em đón mọi người nè. Đâu, 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 ngáo đâu rồi, ngáo. Đây em ở đây. Ngay đây à, đang dưới đây à. Nè nè nè, qua chỗ em đi mọi người. Sao biết được mày ở chỗ nào? Nè, để em ra em đón cho, mệt quá. Ok à, ủa mình chui vô cái hang nào, ở à, đây đúng rồi. Mọi người đi rồi. Mọi người ơi. Nó gì nó đánh này. Ui trời mưa tối nhờ. Không thấy. Anh cứ qua cái dấu chấm rồi. À đây, 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 đây. Đây. Nè, anh Mó nè. Đấy, tài cắm đuốc lên dấu hiệu là hang ở đâu ý. Ui, quá giật quá trời mọi người. Đây, oh đây nè. Ây da. Ây da. Đâu, 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 đâu. Đây, 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 đây. À, quên à. Chịu rồi. À, đây là rồi, cái hang á. Bọc xương ra, cho bọn nó đánh. Oh. Đánh với My. Mày khá là xe, ồ, khá là tối. My đánh này. À, anh nghĩ là cần em này. Đặt đuốc ở đây. Đây đây em đặt nha. Ai mọi người ở đỡ đây mọi người. Ở đỡ trong hang này đi. Đấy. Anh tin đâu rồi, lên đây nung sắt đi anh. Đây đây đây, em coming em coming. Khu này hơi tối. Ê ngáo 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 ngáo. Có lóc không em? Có lóc không? Ở đây chặn cái đường. Cái đường đi của ông Kiro lại, đừng cho ông lên. Thằng này sao lúc nào nó có tâm địa nhỉ? Mang ra nướng đi mọi người ơi. À, rồi xong. Nhưng mà lắp lại rồi, ông tin không lên đưa sắt. Đây rồi, đây rồi. Nhưng mà lắp lại tao mày. Bên này tới đây thôi. Đừng để lên đâu mọi người. Đừng lên đâu. Anh thấy nhà lao rồi nè. Wow. Xịn sò. Coi chết rồi anh ơi. Đây anh xuống anh lấy đồ ở đây. Dầu rồi. Sao mày đánh thằng này? Em đang đào mà. Mày định lấy đồ anh đúng không? Định giết được anh đúng không? Mà rất liếc. Anh mất hết đồ rồi. Ơi mày có đồ không cho anh miếng ơi. Sao mà chặn tao lại rồi? Trời ơi. Chắc mình phải tránh xa tụi này ra mới được cái hộ này. Đây rồi, đây rồi. Nung sắt đi mọi người, bây giờ. Có lần nung không? Ờ, đây đây, để em bạn chế tạo đâu, bạn chế tạo đâu? Chế tạo ra. Lò nung này. Ờ. Gương này. Ây da, cái gì vậy? Sao nó đây? Không biết đâu, tụi nó có quánh đâu không? Thằng ngáo đó. Thằng ngáo. Thằng ngáo. Ây da. Chế đồ mà. Tôi đang đứng nung đồ nè. Cái căn cứ ở cũng tạm rồi nè, hợp lý nè. Cái hang này không thấy Jimmy vô luôn. Hoài ba. Ông kia còn ông đi đâu sâu ấy nhỉ? 36 cục sắt. Ê anh đang đi ở phần dưới này. Không thấy à? Ok. Đâu anh đâu? Cứ đi một dãy đi là thấy. Em xuống anh đừng có là nhảy trong góc nào đó anh ra anh đem em nha. Rồi. Ui đây có sắt. Ờ cục đất cái thế giới. Trời ơi. Cục sắt quá. Ui, có cái dao găm nè. Đấy, chế dao găm đi. Ấy, trong thế giới này á, đó có nhiều loại vũ khí mới. Nhưng mà từ từ đi chế dao găm anh. Để nhiều dao găm, sắt chế súng. Ok, sao ok xuống, sao xuống khu nhà lao mà không có cái gì vậy? Rồi xuống. Luôn, anh su rồi đó, anh su cana quá. Chắc mấy ông này lụm hết rồi. Ủa? Em đi ra em chặt em chặt gỗ để chế tạo thuốc nổ. Ui, có cái súng lục nè. Từ mọi người. Ui, tôi chết được con dao nè. Tôi thiếu Zombie với em. Đâu 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 đâu. À. Mày đừng có dắt Zombie vô đây.
Trời ơi, ngáo. Ây da, âm tên. Ây da, ấy gì vậy? Ây da. Ôi, cái kìa, chặn lóc lấy ngáo. Anh ta. Anh ta. Ây, ây da. Nơi này là chết rồi. Chiếc anh em kìa. Có đâu, tôi bảo vệ. Bảo vệ tính mạng của... Chị anh em chắc bền lâu. Thôi, tình nghĩa anh em kết thúc từ đây đi. Ngáo, ngáo, ngáo. Dạ. Uầy, 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 à, uầy, à, không được rồi nha. Đó, mở đường cho Zombie vô. Ôi, anh xuống. Zombie vô. Xuống hai đứa tôi lạc rồi. Đâu rồi luôn, anh Kido, anh già. Nó chết rồi. Nó chết rồi, anh, nó chết rồi, Bon. Nghe nó chết rồi. Bon ơi. Anh Bon, anh Bon. Em giờ giúp anh xong anh lại tiếp tay với anh tính anh. Có đâu, tôi tao có đó làm gì đâu, monster. Tôi có biết gì đâu. Ok. Cứu cứu anh Kiro đi. Anh quên. Chả biết đường lên mọi người. Lạc rồi. Đây đâu rồi? Em sẽ đây, đây anh em sau lưng nè. Đây đi. Đây à. Đây. Để cắm đường lên, cắm đuốc lên, chọi đường lên. Đó. Hay đúng là anh Kido anh dài rồi anh đứng ngay đường lơi mà anh không biết được lơi luôn. Khu này hàng sạch quá nhờ. Ồ, đúng rồi anh. Ê còn có bóng bóng lá cây này mà trong này đâu có lá đâu. Ui anh ơi mà đó, chạy. Chạy. Nghe lại chết nữa rồi nè. Ôi nó chết ngay cái đường vô luôn chứ thiệt tình. Bỏ anh kìa, anh bỏ em kìa. Anh làm em chạy rồi, em giờ dùng một xu đấy anh à. Em vừa tốn còn một xu cuộc đời mình đấy. Rít đây. Anh ơi. Ôi rồi đừng lên ở đâu. Con khỉ nó không bị nhiễm bệnh. Đập cái đường này ra. Ôi giời, thôi không bị nhiễm bệnh này. Wow. Rồi con khỉ nó cũng có lấy thịt được đâu em, bây giờ nó không nhiễm bệnh rồi mình có làm được gì đâu. Em thấy nó cầm cái nón kim cương nhưng mà em định lấy nó mà không được. Thằng này keo quá. Anh ơi, giờ sao em vô nhà đang như pin nó đứng canh cửa này. Mình làm phòng thủ hai lớp đi không? Mở một hai lớp. Xong rồi ngáo rồi. Ôi tạ tao đi ông ơi. Anh thấy thằng ngáo bị đánh chưa? Mọi người hãy nhớ đây. Em đã dẫn dắt mọi người vào cái hang cho an toàn. Làm sao em sẽ đục từ cho em đục xuống em dẫn một bài zombie vào. Đây là một sự trả thù. Quần áo đâu rồi? Em đang xuống. À đây. Không mày đào xuống à? Chứ con zombie nó canh cỡ anh. Ủa? Sao ông đào hoài không tới cái hang của mình ta? em đi xuống dưới sâu rồi, em lên trên. Lên, đúng rồi. Đừng, lỗ. Xuống 2 ô nữa. 2 ô. 2 ô. 1, 2. Đấy, đúng rồi đấy, anh đang coi cam mà. Đứng sau lưng mày. Đứng sau lưng. Đó. Anh. Đập đi. Anh thấy em giúp anh. Không, chứ sai rồi. Anh chết cam rồi. À, dậu em. Tính dụ mày. Giật mình đường lên của chúng ta sẽ nằm ở đó. Xíu là chế cầu hàng. Ở kìa, ai lấy hết chân sắt rồi, em xin sắt nha. Mọi người đừng chơi. Em sẽ chế cây hiếu đá điện mọi người ạ. Chắc trên đầu mình có cái chuối này mọi người. Ôi dẹp em mọi người ạ. Nghĩ là bữa nay tới đây được rồi, chúng ta phải nghỉ ngơi thôi. Chúng ta đi ngủ thôi. Ok, nghỉ ngủ rồi, nghỉ ngơi rồi. Ok, đừng đánh em nữa. Ngủ thôi, bye mọi người nha. Bye mọi người nha, ngủ thôi.